Bây giờ chúng ta sẽ nói định nghĩa các trường trong NTT. Như các bạn biết là chúng ta có một cái nó gọi là ORM đúng không? Có bạn nào trong lớp mình nói lại cho thầy ORM là viết tắt của chữ gì không? Định nghĩa trường column. Property trong NTT. Được chưa? Thì cái thằng Hibernate ORM này nó sẽ làm nhiệm vụ gì? Ánh xạ vào cột trong bảng. Các bạn nhớ là chúng ta có cái A còng NTT đúng không? Nhớ không nhỉ? Sau đó chúng ta lại có A còng gì? Table. Ok. Ở đây là phía memory. Thế còn đây là phía database SQL. Đúng rồi. Đấy. Càng ngày chúng ta học lý thuyết chúng ta càng vững vàng. Thì có một số các annotation dùng để định nghĩa các cột ở trong NTT. Thứ nhất là column và các thuộc tính. Transient thì nhớ rồi đó. Formula, có temporal, có embeddable và embedded, có pattern và có validation. Wow, những thằng này nó thế nào nhỉ? Nó một số thằng thì nó sẽ ở Java runtime, nó sẽ execute ở phía Java. Nhưng một số thằng thì nó lại ảnh hưởng xuống phần định nghĩa cột ở trong cơ sở dữ liệu. Chúng ta cùng tìm hiểu. Hãy làm quen với bảng person bla bla đấy. Như thầy nói đúng không? Đấy, nói lại cái phần này. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói qua một chút về phần column. Đây, chúng ta nhìn nhé. Ở đây là phần NTT này. NTT nó rất đơn giản. Nó chỉ định nghĩa đây là thuộc tính name, kiểu là string, đúng không? Access modifier nó là private. Có nghĩa là chúng ta muốn truy cập vào, chúng ta phải dùng getter, setter. Okay. Thế còn cái phần này này. Thì theo các bạn nó dùng để làm gì? Nguyễn Mạnh Cường. Nguyễn Mạnh Cường này. A còng column này. Yep. Đúng rồi, định nghĩa cột. Đúng rồi, đúng rồi, chuẩn. Ở trong NTT, nhá, tên của nó là name. Ok. Nhưng khi mà chúng ta ánh xạ xuống database thì tên cột của nó là full name. Và nó có thêm một cái điều kiện nữa là nullable bằng false, là không cho phép null. Xong rồi nó lại có thêm một cái điều kiện nữa là tính nặng, tính chất nữa là length. Chiều dài của cái cột này chứa được tối đa là 50 ký tự. Ok. Thế thì column ấy nó bổ sung một số thuộc tính. Name này, unique này. Unique là thằng này phải là duy nhất đúng không? Hai là nullable này. Insertable và updatable. Thằng này rất là thú vị. Insertable có nghĩa là gì? Có thể cập nhật mới được. Updatable ấy, cái trường này updatable bằng false. Trường này chỉ có một là insert, hai là xóa, chứ không được phép sửa. Các bạn hiểu không nhỉ? Chỉ được phép insert hoặc xóa nhưng không được update. Các bạn biết câu lệnh update trong trong SQL là gì không? Update, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cứ mạnh dạn lên, mạnh dạn lên. Toàn những cao thủ học ở trường đó. Update table đó. Set call bằng van đúng không? Côn 1 bằng van 1 phẩy côn 2 bằng van 2 đúng không? Where ID bằng gì đấy đúng không? Đấy mọi người nhìn thấy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta để cái updatable này bằng false ấy, thì cái lệnh này ấy, nó sẽ không được phép thực thi. Sẽ có lúc cái nghiệp vụ của chúng ta yêu cầu cái này. Ok. Ví dụ như là tôi muốn là cái transaction nhé, transaction trong ngân hàng ấy, chuyển tiền, lệnh chuyển tiền, lệnh chuyển tiền ấy, một khi mà được issue ra ấy, ok, đúng hay sai ấy, cứ giữ nguyên như thế.
Nếu mà giả chuyển dư hoặc chuyển lỗi thì chúng ta sẽ phải làm một lệnh chuyển khác để fix lại, chứ chúng ta không được phép sửa vào cái lệnh chuyển cũ. Bây giờ giả sử thầy chuyển cho Linh Thái đáng nhẽ là 2 triệu, thầy chuyển nhầm thành 20 triệu, đúng không? Thì tí nữa Linh Thái sẽ chuyển ngược lại cho thầy là 18 triệu. Chứ không bao giờ là ngân hàng ra ngân hàng bảo nó sửa lại từ 20 triệu thành 2 triệu cả. Thái hiểu ý thầy không? Ok. Rồi. Length, precision và scale thì áp dụng cho số thập phân. Thì nắm được rồi đúng không? Sao? Ấy thì thầy cứ ví dụ những cái gì mà nó liên quan đến nghiệp vụ thì bọn em tự hình dung ra nha. Đây có Khải, sinh viên ngoại thương này, chắc cực kỳ vững về cái món này. Chen Dien thì nói rồi đúng không? Rồi, chú ý. Không thể viết lệnh truy vấn trên trường Chen Dien. Tại sao? Bởi vì trường Chen Dien ấy là nó được tính toán lúc Java runtime chứ không phải lúc nó run câu lệnh SQL. Ví dụ như là cái câu lệnh list person file by age này, nó là một drive query, một drive query. Một drive query, sao mình không lấy được cái pen nhỉ? Đây pen này. Đây là thằng này nhá. Thằng này này. Sau này nó sẽ tự động nó sinh ra một câu lệnh là select gì này, from person where age bằng thằng này. Ok, nhưng mà thực tế là cái cột age này nó có tồn tại hay không? Không tồn tại. Nó chỉ được sinh ra khi mà chúng ta gọi hàm getter. Hàm getter đây nó lại dựa vào một cái code khác. Ok. Thì nó sẽ call này, could not create query for public abstract tùm lum như này, reason. Đấy, thì các bạn thấy unable này to locate attribute with given name on managed time. Nhìn thấy nó rồi đúng không? Formula sinh ra cột giả. Đấy, thì có thầy có nói rồi đúng không? Nhìn embeddable và embedded sẽ có rất nhiều trường hợp là chúng ta có một tổ hợp của các cái cột, mà tổ hợp của các cái cột này chúng ta dùng đi dùng lại ở trong rất nhiều bảng. Ví dụ ở đây chúng ta có 4 cái cột created by, được tạo ra bởi ai, created on, tạo ra khi nào, updated by, được sửa bởi ai, updated on, được sửa khi nào. Có nghĩa là nó lặp đi lặp lại ở rất nhiều bảng. Ý người ta mới nghĩ ra cách là người ta sẽ tạo ra một cái cấu trúc dữ liệu nó gọi là embeddable. Ok, embeddable, cái này có tên là audit. Thế sau đó là ở những cái bảng nào ấy mà chúng ta cần nhúng nó vào ấy, thì chúng ta sẽ có một cái annotation là embedded. Sau đó là new audit bằng new audit xong. Các bạn mở cái H2 console ra, các bạn vào phần eorder và epoch đi. H2 console này, eorder ta. Cái này là chúng ta phải start lại cái. Khải nói chuyện với cả Thái về nhẹ nhàng tình cảm, cứ mắng Thái là ta một thanh niên học ngoại thương, người làm doanh nghiệp họ phải nhẹ nhàng tình cảm chứ không phải nóng nảy được. Thấy không? Ở đây mình có created by này, created on này, airpods này. Ok.